Rồi em xin chào tất cả anh em nghe anh em. Ác ôn thiệt anh em ơi, hồi chiều quay ba con ốc tán đồ xong xuôi hết trơn cái khung gác chân mới giao tới. Nên anh em thấy không? Mặt hàng chưa bao giờ hết hot nha anh em. Đợt này em về số lượng nhiều luôn nha anh em. 40 cặp thun gác chân sau. Hàng xé bịch của công ty HM Autopath, nói chung hàng này là đỉnh đỉnh của chớp luôn nha anh em. Đây nè, em có xé bịch nè, tại em quay sơ lược cho anh em coi trước. Mặt dưới có đóng bách tinh Thái Lan mới chuẩn hàng nha anh em nha. Còn ba cái hàng ở ngoài luồng này em không có chơi. Đặt đúng đồ đúng nơi cho anh em luôn, 40 cặp sau, 40 cặp trước. Hàng xé bịch Honda Thái Lan. Mã một rõ ràng nha anh em. Zin N5-900 bách tinh Thái Lan. Hàng có bán không có là thôi, không sống ảo nha anh em. Hàng không ngon, không có ai ngu dại gì bỏ tiền lớn ra mua nha anh em nha. Bỏ tiền số lượng tiền nhiều ra để mua về nhiều nha. Anh em cứ nghĩ đi, từ lúc mà em bán tới giờ á là gần 300 cặp sau, 300 cặp trước rồi đó. Đó. Số lượng đủ luôn luôn đủ nữa để mà chia sẻ cùng anh em đam mê nha anh em. Hàng có bán không có thôi, không sống ảo. Đó. Đây. 40 cặp sau, 40 cặp trước nha anh em. Đó. Lỡ quay clip hồi chiều rồi thôi, bây giờ cãi đi, cập nhật với anh em lại thêm cái nữa, có hàng về thì cứ cập nhật lên anh em, nào chốt thì mai mình giao. Nói chung á, cái gác chân trước này ngày mai em giao cho anh em khắp sỉ 20 cặp rồi đó. Thì trên đường về là 50 cặp trước nữa nha anh em, 50 cặp trước và 30 cặp sau nữa đang trên đường về đó. Thì em xin đi vô chi tiết luôn nè, nó đầu tiên luôn nè. Sẵn bữa nay em về được hai cặp cùm quay thái 110, về được hai cặp cùm quay thái 110 lên sóng với anh em luôn nha. Cùm mà có tặng ốc luôn nha anh em, nhớ còn lon quay lại. Rồi đi vô chi tiết nha anh em, lấy ra mỗi thứ một cái để mà làm mẫu cho anh em. Khách gọi quá anh em ơi, mà gắn đợi xíu đi khách ơi. Bữa nay là em xin bán là bộ thun gác chân trước sau. Cái hàng này em bán siêu chạy và bán rất nhiều rồi, anh em cũng khẳng định chất lượng của nó rồi ha. Thun gác chân trước đó, thì một bộ này em xin báo giá ngay từ đầu video luôn để tránh làm mất thời gian của anh em. Tại video này em cũng báo giá hết trơn á, để anh em mình khi mà coi clip cảm thấy được là chơi, không được là thôi đó. Anh em mình nhanh gọn lẹ xúc tích đó. Một bộ thun gác chân, cả thun gác chân trước là hàng của chính hãng Honda Thái Lan nha anh em. Thun gác chân trước này là hàng chính hãng Honda Thái Lan đó. Và một cặp thun gác chân sau này là hàng chính hãng của công ty nội địa Thái Lan HM Autopath. Hàng này là đỉnh của chóp nha anh em. Nghe bóp nghe nó kêu không? Dẻo cỡ đó đó. Đó. Thì một bộ cả trước và sau thì là em bán 170.000. Hồi trước có lại em bán 175.000, nhưng mà do em nhập số lượng được về nhiều thì cái giá người ta bớt cho em được chút đỉnh, thì em bớt lại cho anh em chút đỉnh. Đó, xin đi vô chi tiết nha anh em. Đây là thun gác chân trước nè anh em. Hàng chính hãng Honda Thái Lan, khỏi miễn bàn luôn nha anh em. Nói chung anh em gờ là rất là mịn nha, rất là mịn. Và không có một miếng gì mà gọi là thịt dư hết trơn nha anh em. Không một miếng gì gọi thịt dư. Nó đồ thái là khi có ánh đèn vô là có kim tuyến nha anh em nha. Kể cả đồ mũ luôn, cầm cũng vậy luôn. Cầm cũng vậy luôn nha anh em. Ở dưới này, chỗ này, ở giữa này thì nó có đóng số. Và một bên hông này nè, là nó có đóng là Made in Thái Lan nè anh em thấy không. Đó, Made in Thái Lan, em để ngâm lâu xíu cho anh em quan sát nha. Made in Thái Lan đây. Đó, anh em nhìn cái mặt của người ta nó bằng phẳng nó liền không anh em, dẻo dai. Và bao anh em khi ghim vào cái gác chân trước của mình á là anh em giật không ra nha, nó hít đến cái độ đó, khi anh em ghim vào là anh em giật không ra nha. Tiền nào của nấy, anh em nhìn những cái mặt cắt của người ta nè, cái mặt cắt nè đó, cái mặt cắt chỗ mà sọc ngang đó là nó rất liền lạc, chứ nó không có bị lõm chõm gì hết nha anh em. Đồ đúng đồ bán cho anh em chứ không phải ba cái đồ lỗi đâu. Đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan, có chữ H nè, thoát ẩn thoát hiện nè anh em thấy không. Mã nè 506661 Zin N5-900 Made in Thái Lan đó. Mỗi cục nó nằm trong một cái bịch như thế này nè. Khi mà giao cho anh em là mỗi cục nằm trong một cái bịch như thế này nè anh em. Rồi ha. Đây là cặp thun gác chân trước. Cặp thun gác chân trước nào cũng vậy chân, ở dưới đều có đóng Made in Thái Lan hết nha anh em nha. Hàng chính hãng Honda Thái Lan mà. Đó, quay chậm cho anh em coi cái độ mịn của nó. Hàng bán siêu chạy mà, đêm bán 40-50 cặp là chuyện bình thường. Tiếp theo này là cặp thun gác chân sau. Nó cặp thun gác chân trước này anh em để lên lỗ mũi,
anh em hửi anh em nghe cái mùi thơm sà bông xanh lai chanh á. Còn cặp thun các chân sau này là hàng chính hãng của công ty nội địa Thái Lan HM Autopart. Em có tìm hiểu nó ở cái một cái clip cũng lâu, em có nói với anh em công ty này em có tìm hiểu là ngày xưa nó có hợp tác với Honda Thái Lan để làm mấy cái vật liệu như cao su này nọ trên xe máy nè, nhưng mà không biết vì nguyên do gì sao đó là không làm nữa đó. HM Autopart nha anh em, hàng chính hãng nha. Đây, trong một cái bịch đó nó còn một cái bịch ni lông như thế này nữa đây nè anh em đó, một cái bịch ni lông đựng như thế này nữa nè đó. Rồi lên nè anh em, đầu tiên thì anh em cảm nhận ban đầu anh em cho anh em coi cái độ mịn của nó liền lạc không tì vết. Và anh em để ý đi, đồ đúng đồ Thái á, là cái phần đế bằng sắt này nè nó sơn tĩnh điện rất là đẹp, chứ không phải mà nó lõm chõm đâu. Lõm chõm là anh em xài thời gian nổ sơn đó anh em thấy không. Đây, ở phần ở dưới này nè, phần ở dưới này cũng vậy, cũng có đóng Made in Thái Lan, và ở ban ở cái phần đầu này nó có đóng chữ HM đó, ký hiệu của công ty HM Autopart đó. Đây nè anh em, ký hiệu của công ty HM nè, thấy không đó, hàng bán siêu chạy mà đó, Made in Thái Lan, đầy đủ phe gài chốt trẻ hết anh nha anh em. Và khi anh em bấm vô á cực kỳ dẻo, và nghe tiếng kêu cốc cốc luôn nha anh em, nó dẻo đến độ đó đó, thấy không đó. Hai bên nào cũng vậy hết nha anh em nha, hai bên nào cũng vậy hết. Đây HM đó, Made in Thái Lan đó, lên kim tuyến luôn nha anh em, đầy đủ phe gài chốt trẻ nha. Mặt cắt cũng vậy luôn nè anh em thấy không, mặt cắt của anh ta gõ nét không có bị lõm chõm hay không có bị dư thịt hay là thiếu thịt gì hết anh em thấy không, sơn tĩnh điện siêu đẹp luôn nè. Thì cái thun gác chân của mình nó thun gác chân sau nó có hai bên, chứ nó không giống như thun gác chân trước anh em đưa cục nào vô cũng được. Thun gác chân sau mình nó có hai bên, một bên R và một bên L đó. Thì em có báo giá ngay từ đầu video với anh em rồi, khi em giao cho anh em á là nó nằm trong cái bịch như vậy đó đó. Thì một bộ trước sau đó, đó thấy không, một bộ cả trước lẫn sau luôn nha anh em, một bộ cả trước cả gác thun gác chân trước và thun gác chân sau luôn, là một bộ là em bán 170.000. Còn anh em mua lẻ báo giá lẻ luôn, anh em mua lẻ là một cặp thun gác chân trước vậy là 50.000, còn một cặp thun gác chân sau á anh em mua lẻ là giá là 120.000 ha anh em ha. Rồi rồi, số lượng không bao giờ không có đâu anh em ơi, tại sắp tới em sẽ đặt liên tục và đặt số lượng nhiều luôn. Đang trên đường về là thun gác chân sau này 30 cặp và thun gác chân trước là 50 cặp nữa. Ở đây là hiện tại em có 40 cặp, mà ngày mai em giao sỉ cho anh em hết 20 cặp rồi đó. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em còn một lon nhớt, hồi chị em có quay rồi đó. Đó, nhớt này là chính hãng của Đức, nhớt Waller nha anh em, Waller Racking 4T, hàng này là hàng chính hãng đó. Lọt cho anh em coi luôn nè, chưa đụng chạm, chưa lọt luôn nha, bây giờ lọt luôn nha đó. Nè anh em coi nè, thấy không, hàng chính hãng tất cả các loại, tất cả các dòng Waller hàng chính hãng của... trời ơi là trời, tất cả các dòng nhớt Waller mà hàng chính hãng của Đức á, toàn bộ đều có cái mã chép cái gì này hết trơn nha anh em, có đường link website của công ty của nó đàng hoàng nha, còn hàng nhái hàng giả không có nha anh em nha đó. Và đây là có cái tem là cái của cái nhà phân phối của, tại Việt Nam mình đó, là công ty của xuất nhập khẩu Trần Vũ nên anh em thấy không, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Trần Vũ Anh chứ không phải là Trần Vũ không nha em, Trần Vũ Anh đó, đó. Nhớt này em bán lon 170.000 lon nha anh em, 170.000 một lon. Nói chung nhớt này là khẳng định thương hiệu đó, cho anh em xài vô cả xe độ anh em xài được luôn, em đã từng xài rồi. Thì nhông sên dĩa thì giá vẫn vậy, 330.000 bộ. Phu chờ neo, phu chờ 2, quay 110 thái, quen pha đó, rim thái gì anh em ở đây em đều có hàng. Nhông sên dĩa thì chất lượng khỏi bàn, cứ 330.000 bộ tính tới nha anh em nha đó. Anh em lấy số lượng từ 5 bộ trở lên em tính anh em giá thầy thợ 300 thôi. Cầm công tắc quay 110 bữa nay em cũng về được hai cầm, một cầm thì em khui ra để quay clip với anh em, còn một cầm ở đây là còn niêm phong đó.
anh em thấy mã Thái không, nhưng mà người ta bôi nè, cái này là cái chuyện mà kinh doanh của người ta em không có tiện nói anh em nha, không có tiện nói trên video ở đây. Bao anh em đúng cùm quay Thái 110 hàng mới, là không có hàng loại 1 loại 2 chứ nghe anh em, hàng Thái mới đó, chính hãng Honda Thái Lan chứ không có loại 1 loại 2 gì trơn á, bán bao đúng hàng cho anh em. Một cùm với em bán 1 triệu chẳng, cầm full đập hộp full bóc thì nó phải đẹp tuyệt vời, có đáp điếc đầy đủ nha anh em đó, đáp 2022 đó thấy không, nó chuẩn khoảng 90-92-93% so với cầm theo xe đó. Nhưng mà anh em có điều kiện chơi cầm theo xe thì không có gì để bàn. Cầm này là cầm thắng đẻ cho nên nó có hai cái gâu này đi ra nè, anh em vẫn xài qua thắng đùm được luôn nha. Mình mua cái dắt chuyển đổi, tại thắng đùm là nó cái dắt nó tròn, thắng đẻ dắt dẹp, nhưng muốn dắt chuyển đổi từ dắt dẹp sang dắt tròn đó. Cái với 1 triệu tặng anh em hai con ốc bắt cầm nha anh em nha, tặng anh em hai con ốc bắt cầm. Rồi thì ốc ác đồ thì chiều của video trước em có lên rồi đó, anh em nào mến thì hú. Đây là ốc bắt chân phục sao lum tùm la hết trơn á, hai cái lốc bơm hàng theo xe quay 110 Thái full 1, anh em nào mến hú em luôn. Rồi chào anh em nha, video này chủ yếu em lên sóng để cập nhật cho anh em cái thùng gắt chân trước sau này nó mới về hàng. Cái hàng này là hàng whip, hàng hot em bán chạy nhất nha anh em nha. Chào anh em nha.